Và bây giờ sẽ là khoảng thời gian dành cho những ai thích nấu ăn, thích ăn ngon, chuyên mục món ngon của chương trình thành phố hôm nay. Hà Trinh à, hôm nay thì Điền sẽ dành phần vào bếp để mà hướng dẫn cho mọi người cách làm một món chè. Chè à, Hà Trinh thấy là chè thì không có ham lắm, tại vì nó quá ngọt và nó cũng nóng nữa, khó ăn lắm. Chắc không, cái món này có thể gọi là chè cũng được, mà gọi là bánh cũng được. Mà nhiều người bạn của Điền xa quê hương là nhớ quay quắt cái món này. Sao tôi nghi nó liên quan đến chè chuối quá. Đoán đại mà đúng nha. Đúng hả? Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng vào bếp và Thanh Điền sẽ hướng dẫn quý vị cách làm món chuối hấp nước cốt dừa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm món chuối hấp nước cốt dừa. Và nguyên liệu chuẩn bị cho món này không thể nào thiếu, đó là chuối sữa chín vàng, chuẩn bị 250g bột năng, nước cốt dừa, bột bán, đường vàng, đường trắng, mè và 2 ống vani. Bây giờ thì Điền sẽ giao cho Trinh nhiệm vụ là lột chuối. Rồi sao nữa? Sau đó thì cắt thành từng lát khoảng nửa cm. Trong khi mà Hà Trinh xử lý phần chuối sứ thì Thanh Điền sẽ xử lý phần bột năng. 250g bột năng này chúng ta sẽ hòa với 2 chén nước, 1 chén nước lạnh và 1 chén nước sôi nấu với đường vàng. Sau khi mà chúng ta nấu nước đường thì chúng ta sẽ cho cái phần nước này vào trong. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó qua một cái rây để lọc lại cái phần bột năng một lần nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái khay hấp. Ở dưới cái đáy của khay thì chúng ta nên lót một cái lớp ni lông như thế này. Đợi tí xíu nữa hấp bánh chín thì chúng ta dễ dàng lấy được cái bánh ra. Chúng ta cũng sẽ thoa một cái lớp dầu ăn. Chúng ta sẽ cho vào đây một lớp bột đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái phần khay này vào trong cái sừng hấp. Chờ cho xe mặt thì chúng ta sẽ cho cái lớp chuối đầu tiên lên. Trong khi chờ cái lớp bột đầu tiên xe mặt lại thì chúng ta sẽ tiến hành làm nước cốt dừa. Sau khi mà cho nước cốt dừa vào trong nồi thì chúng ta sẽ cho hết cái phần đường trắng vào. Khoảng chừng 50g đường trắng. Trinh ơi, Trinh hòa cái phần bột năng này dùng được một ít bột năng để tạo cái độ xanh cho nước cốt dừa. Rồi. Một cái phần đặc biệt là với phần nước cốt dừa của món chuối hấp nước cốt dừa thì chúng ta cũng sẽ nêm muối vào đây. Cái nước cốt dừa nó hơi mặn mặn ngọt ngọt thì mới là đúng vị. Trinh thấy là cái lớp bột đầu tiên của chúng ta đã xe mặt lại rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần chuối lên. Sau khi mà chúng ta cho phần chuối lên trên cái lớp bột đã xe mặt thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cho thêm một lớp bột nữa. Sau khi cho cái lớp bột thứ hai, chúng ta sẽ đậy nắp sửng lại và chờ tiếp trong 3 phút để xe cái lớp mặt của cái phần bột này, chúng ta lại cho thêm một lớp chuối nữa. Rồi, trong thời gian đó phần nước cốt dừa mình sẽ làm sao đây ạ? Nước cốt dừa đã sôi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần bột bán vào và chờ nước cốt dừa sôi thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ cho cái bột năng hòa với nước vào để tạo độ sánh. Khi mà mình cho cái phần bột bán vào trong cái nồi nước cốt dừa thì quý vị lưu ý là chúng ta phải khuấy đều tay. Nếu không thì cái phần bột bán nó lắng xuống ở dưới đáy nồi, nó sẽ dễ bị cháy. Rồi, nước cốt dừa sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần bột năng đã được pha với nước vào đây. Mình sẽ cho vào đây 2 ống vani để tạo mùi. Khuấy đều thêm một lần nữa, tắt bếp. Sau 30 phút hấp bánh thì chúng ta sẽ lấy cái khay ra để bánh hợp nguội, cho cái bánh nó cứng lại thì chúng ta sẽ úp cái phần bánh ra đĩa và lúc đó mới được thưởng thức. Và Trinh tin chắc là mình sẽ được thưởng thức. Trinh đoán rất là hay, không để quý vị khán giả và không để Hà Trinh phải chờ đợi, Thanh Điền đã chuẩn bị sẵn một mẫu bánh mà Thanh Điền đã làm vào tối ngày hôm qua. Bây giờ đem ra khoe thành quả với mọi người nhé. Được. Với cái món chuối hấp nước cốt dừa này thì
mình mà có bị mập một chút vì món này cũng không sao đúng không? Tại vì nó ngon quá mà. Và hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ thành công với món chuối hấp nước cốt dừa tại nhà. Còn bây giờ sẽ là thực đơn gợi ý cho ngày hôm nay, buổi trưa là phần của Hà Trinh. Với món chuối hấp nước dừa như vậy rất là thuần Nam Bộ thì chúng ta cũng sẽ ăn những cái món thật là bình dân. Đó là món mắm chưng ăn với lại dưa leo sống nè. Và một dĩa hẹ giá xào với lại huyết. Bữa tối cũng sẽ là một thực đơn khá là quen thuộc, đó là tép và thịt ba rọi ram mặn với dưa mắm ăn với canh khoai mỡ. Vô cùng bắt cơm đó nha.